Võ Lâm Ngoại Sử Chương 49 hồi 20 Tội ác tày trời phần 1 Tả Công Long không phải sợ võ công của Kim Bất Hoán vì lão đã thấy qua hắn động thủ, võ công của hắn cũng hơn, không, không hơn gì lão. Cái lão sợ là bản mặt đanh ác với tiếng cười gần, không những vô cùng bì ổi mà còn toát ra một ma lực khiếp người. Tả Công Long vốn không phải là người tốt, lão đã gặp nhiều người xấu nhưng chưa ai tồi tệ như Kim Bất Hoán. Lão cũng chưa thấy cái bản mặt nào với tiếng cười gần nào mà giận người như vậy. Kim Bất Hoán chậm rãi đứng lên, tiến từng bước về phía giường của Vương Lân Hoa. Hắn vẫn nhai nhóp nhép miếng thịt Vương Lân Hoa đã mời ăn, vẫn cầm chén rượu Vương Lân Hoa đã mời uống, chén rượu đầy sóng sánh, rượu trào ra từng giọt rơi xuống đất theo nhịp bước, chẳng khác chi những giọt máu đào còn độc nhãn đỏ ngầu như màu rượu, tia mắt độc ác nhìn Vương Lân Hoa không chớp. Tuy mặt mày trắng bạch, Vương Lân Hoa vẫn giữ nụ cười ở khóe miệng. Kim Huynh muốn gì? Kim bất hoán, tả công long không biết ta muốn gì đã đành. Ngươi, ngươi mà cũng không biết ta muốn gì sao? Vương Lân Hoa, tuy biết nhưng ta không hiểu. Kim bất hoán cười hì hì, hi, có gì mà không hiểu? Vương Lân Hoa, ngươi muốn giết ta phải không? Kim bất hoán cười to, cậu bé quá nhiên là rất thông minh nè. Vương Lân Hoa, nhưng ta là đồng minh của ngươi, sao lại phải giết ta? Kim bất hoán nhổ xuống sản, cười, cười gằn. Đồng minh, đồng minh có giá trị bao nhiêu? Có sữa là mẹ. Họ Kim đây cả đời không cần bạn đồng minh. Ai nghĩ đến kết tình bằng hữu hay giao lưu với họ Kim ta, chắc khắc chi chẳng khắc chi có mắt như mù. Vương Lân Hoa, à, ngày trước ngươi. Kim bất hoán cười lạnh. <laughs> Ngày trước ta thấy ngươi quá thông minh và thế lực của ngươi quá mạnh. Theo ngươi có nhiều lợi nên mới giao du với ngươi. Giờ ngươi chẳng khác gì con chó nằm chở chết. Ai dạy gì mà theo ngươi? Vương Lân Hòa nói, tuy ta vô tình để bị thương, nhưng thương thế chẳng lâu sẽ lành. Thế lực của ta trải rộng 13 tỉnh, thuộc hạ hơn ngàn người. Ngươi kết giao với ta, khi ta khỏe, hẳn sẽ tương trợ ngươi. Người thông minh chẳng lẽ không nghĩ ra điểm này à? Phía ngoài cửa, Chu thất thất thấy Vương Lân Hoa đang bên bờ sinh tử mà mặt không đổi sắc, lời nói cứng cỏi cũng phục ở trong lòng. Kim Bất hoán nói, không sai, tuy rằng chờ ngươi khỏe lại ta có thể gặm được một ít xương, nhưng thứ nhất là ta không chờ được, thứ hai là ta sẽ có nhiều lợi hơn nếu ngươi chết bây giờ hắn cười hi hi nói tiếp hi hi khi ta hành sự thì chỉ cần suy xét cái lợi cho mình chứ không cần gì khác nếu có lợi bảo ta đi thay tã cho người khác cũng không sao vương lần hòa nói người giết ta ở đây bây giờ có lợi ở chỗ nào kìm mất hoán nhiều lắm ngươi muốn nghe vương lần hòa nói dĩ nhiên Kim mất hoán nói cái lợi thứ nhất ạ ta bây giờ giết ngươi ấy, thì có thể lấy được tín vật mà ngươi đã gạt của chu thất thất có cái tín vật đó cả đống vàng to lớn kia là của ta Vương Lân Hòa hít một hơi thở thật sâu <laughs> Không ngờ ngươi cũng biết chuyện đó Kim bất hoán Cái lợi thứ hai ấy Bây giờ là cái thây của ngươi có giá trị lắm Ta giết ngươi rồi đem đến nhân nghĩa trang lãnh thưởng à, Lại còn được khen tặng là cái danh nghĩa sĩ Vừa có danh vừa có bạc không sướng sao Đó chưa kể là đến thẩm lãng Bây giờ người mà hắn hận nhất là ngươi Nếu ta giết ngươi thì hắn sẽ vỗ vai ta mà gọi ta là bằng hữu. Đừng quên chính ngươi đã chặt cánh tay phải của Kim vô vọng. Vương Lân Hoa cười cổ, được, được. Kim bất hoán cười to, <cười> đương nhiên là được. Ngay cả ngươi cũng bội phục ta, phải không? Vương Lân Hòa nói, ngươi chớ quên thuộc hạ của ta võ công cao như mây, Gia mẫu của ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi giết ta, họ bỏ qua cho ngươi sao? Kim bất hoán, hay biết người, ta giết ngươi? Vương Luân Hoa nói, ngươi vừa nói sẽ đi nhân nghĩa trang lấy thưởng. Kim Bất Hoán, cái này thì ngươi yên tâm. Nhân nghĩa trang đối với những người lấy thưởng từ trước đến giờ vẫn là giữ kín, thủ khẩu như bình. Nếu không, á, ai dám vì chút bạc mà đi rước phiền toái vào thân? Vương Luân Hoa liếc mắt về phía tả cổ Long. À, còn có tả bang chủ. Hắn cố ý nói lớn, hai tiếng bang chủ. Tả công Long đang nằm dài trên ghế, vừa nghe là nhỏm dậy ngay. Nếu Vương Lân Hoa chết, ai sẽ đưa lão lên cái ghế bang chủ? hai tiếng bang chủ như tiêm mồi nhóm lên ngọn lửa tham lam trong lòng lão đốt hết những nỗi sợ hãi lão đứng phắt lên quát không sai tả công lòng ta không thể ngồi yên trơ mắt ích khi có kẻ dám ra tay hại vương công tử tuy lão lớn tiếng kim bất hoán lại chẳng để ý hắn chỉ lạnh lùng nhìn vương lân hoa tả công lòng nếu lão thông minh thì ngoan ngoãn ngồi yên ở đó ngươi bây giờ chẳng khác gì người chết đối với lão còn lợi ích gì Lúc này lão không động thủ thì tốt hơn. Vương Lân Hoa, lão, nếu lão, Kim Bất Hoán cười lạnh, nếu lão không thông minh á, dám ra tay lộn xộn, ta giết lão luôn. Ngươi thì người chết thì chẳng nói năng được gì, còn nếu lão không tin á, muốn thử. Con độc nhãn nhìn Tả Công Long trong chọc nói tiếp, cũng nên tự biết với cánh tay kia. Tả Công Long nhìn thấy cánh tay bị thương, ngồi phịch xuống. Kim Bất Hoán cười ha hả, nâng chén rượu nốc cạn, rồi ném mạnh chiếc chén xuống đất vỡ tan. Tiểu Linh và Tiểu Phương đã sợ, lùi đến một góc phòng. Tiểu Linh bỗng ướt ngực, ưỡn ngực đứng lên, nhẹ nhàng véo má Tiểu Phương cười cợt. Chị coi, chỉ vì chị chọc giận kim đại gia, còn không mau tạ lỗi cầu xin người bớt lửa, cơn lửa giận đi. Cô gái phong trần này chẳng những khôn ngoan mà lá gan cũng không nhỏ, lúc này lại dám trương mặt ra. Thật chẳng, thật ra cô chẳng phải là cô muốn cứu vương lân hoa cô biết rõ nếu hắn chết thì cô cũng chẳng thoát vương đơn hoa tuy biết vẫn không khỏi nhìn cô cảm kích cô kéo tay tiểu phương yểu điệu đi tới trước mặt kim bất khoán đây là tiểu phương à, đẩy tiểu phương đang run rẩy lẩy bẩy sát vào người hắn cô cũng ép sát người vào ngực hắn cười lạ lơi kim đại gia xin bất giận chúng em hầu ngài chu toàn trong ngài cô ôm cổ kẻ sát tay kim bất khoán hôn hít kim bất hoán đưa tay xoa nắn bộ ngực của cô lại ngắt nhéo người tiểu phương cười hai con ngựa này coi thật là ngon đại gia cũng muốn cưỡi cả hai người. tiểu linh đưa ánh mắt lẳng lơ tình tứ nhìn hắn rồi kề tay rủ rỉ muốn cưỡi thì làm liền đi chờ hết nổi rồi phòng sau có một chiếc giường thật là lớn chân nện trắng tinh kim bất hoán cười gần được Bỗng dưng hắn tung trưởng đánh hai cô gái bay thẳng vào góc phòng Gò má trắng tinh hằn đỏ Năm dấu ngón tay Tiểu Linh bụng mặt ngươi ngươi Kìm bất khoán cười to <laughs> đủ kỹ nữ thối tha Người trò lão tử là người nào sẽ bị người rũ Kỹ nữ thối tha như người Lão tử thấy cũng nhiều Tiểu Linh cũng lớn tiếng mắng lại Thằng chuột xấu xí Tàn phế bị ổi đê tiện Người xứng để lão nương để mắt sao Người rửa chân cho ta còn không đáng cô coi như không thoát được nên chẳng kinh sợ gì cứ mắng xa xả kim bất hoán lại thích chí cười to hay chửi giỏi lắm mắng hay lắm à, người cứ như vậy mà chửi mà mắng nha càng chửi hung càng mắng dữ lão tử càng khoái à, hay, 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 hay. lão tử thích làm cái chuyện để bị người ta chửi mắng lắm ấy chú thất thất nghe mà buồn nôn tả công long cũng bịt lỗ tai vương lân hoa thở dài con người như vậy cũng thật hiếm thấy trong thiên hạ vương lân hoa ta hôm nay thúc thủ dưới tay ngươi coi như không ngủ Kim bất hoán, <laughs> ngươi cũng biết thức thời. Hắn gần từng tiếng, <laughs> Bây giờ chắc ngươi hối hận rồi phải không? Hối hận vì sao không chịu cho đệ tử cái bang đến đây? Hối hận vì sao hai tên tâm phúc kia đi mua thuốc? Vương Lân Hoa khẽ thở dài rồi từ tốn nói, Ê, chẳng những hối hận mà còn hối tiếc nữa. Kim bất hoán nói, Ngươi hối tiếc cái gì? Vương Lân Hoa, Tiếc rằng người tươi mặn khỏe khoắn như ngươi vậy lại chẳng sống được bao lâu. Kim bất hoán ngẩn người rồi cười to. <cười> chẳng lẽ ngươi sợ quá hóa khủng, người sắp chết là ngươi chứ nào phải ta. Vương Lân Hoa mỉm cười. Không sai, tuy ta sắp chết nhưng mà ngươi cũng chẳng sống được bao lâu. Kim bất hoán quát tọ đục chân thối. Vương Lân Hoa ôn nhu nói. Kim Huynh, Tuy ngươi là người hèn hạ nhất, vô sỉ nhất, hiểm ác nhất, giả hoạt nhất trong thiên hạ Nhưng so với tại hạ thì thủ đoạn vẫn còn kém xa Kim Bất Hoán cười gần Ngươi <laughs> bây giờ thì làm được cái mốc sỉ gì Tuy hắn cười gần, nhưng con độc nhãn đã nhấp nháy vội lộ vẻ lo lắng Vương Lần Hòa nói à, Dù tại hạ đành chịu thua Kim Huynh keo này Nhưng uh, cuối cùng Kim Huynh cũng phải uh, chịu thua tại hạ thôi Chén rượu mà, chén rượu ngon mà Kim Huynh vừa uống á có chứa chất kịch độc hại ruột hại gan. Toàn thân Kim Bất Hoán run lên như bị sét đánh, cả người ngây dại. Hắn đờ đẫn hồi lâu, mồ hôi tuôn ra như suối, run giọng Ngươi, ngươi, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Nếu trong rượu có độc, sao tới giờ này ta vẫn không có cảm giác gì? Hắn cất tiếng cười ha hả, tiếng cười kia so với tiếng khóc còn khó nghe hơn. Vương lần Hòa, <laughs> độc dược này 7 ngày sau mới phát tác, trong thiên hạ chỉ có một mình tại hạ mới có thuốc giải mà thôi kim huynh bây giờ giết tại hạ thì bảy người sau chỉ sợ kim bất hoán nhảy dựng lên hét lớn ngươi gạt ta ngươi đừng hòng gạt ta lão tử thịt ngươi ngay bây giờ vương lân hoa nói nếu kim huynh không tin thì xin mời cứ ra tay kim bất hoán nhảy tới giơ tay sẵn sàng tung trưởng nhưng cuối cùng thì lại không dám đánh xuống vương lân hoa mỉm cười à, sao kim huynh không hạ thủ Kim hoán bỗng đưa tay lên tự vả vào mặt mình Hắn liên tiếp tự cho mình mấy cái bạc tai còn tự mắng Tất cả là do cái miệng thối hoang này Nói nhăng nói nhăng Tầm bậy tầm bạ Đánh chết ngươi Đánh chết ngươi Vương Lân Hoa cười trúng chím Nhẹ tay chứ Kim Minh sao khổ sở phải tự đánh mình như vậy Kim bất hoán đột quỳ xuống trước giường chắp tay run giọng vương công tử xin đại nhân đừng chấp tiểu nhân xin ngại tha lỗi cho 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 tiểu nhân chẳng qua nãy giờ tôi già tiểu nhân chỉ đùa à, xin vương công tử ra tay giải độc cả điều này cả trên đời này tiểu nhân nó cảm kích vô cùng cả cuộc đời này vương lần hoa tủm tỉm <laughs> cứu ngươi cũng được nhưng phải đợi 7 ngày kim bất hoán dáng vẻ đau khổ nhưng 7 ngày sau thương thế đại nhân sẽ lành vương lân hoa lại cười không sai kim bất hoán đưa tay quát mồ hôi trên trán thương thế của ngài lành rồi có thể bỏ qua cho tôi à, dạ có thể bỏ qua cho tiểu nhân sao vương lân hoa ta sẽ bỏ qua tin hay không là tùy ngươi thôi kim bất hoán dập đầu như tế sao bảy ngày tiểu nhân không đợi được xin vương công tử bây giờ vương lân hoa cười to <cười> bây giờ ta cứu ngươi kể như mất mạng kim bất hoán lại đột nhiên quát lên ta đã nhịn nhục cầu xin người còn làm tàng tánh mạng của ngươi trong tay ta mau ngoan ngoãn giải độc ra cho lão tứ nếu không vương lân hoa mỉm cười nếu không thì sao ta cứu ngươi bây giờ nhất định sẽ chết không cứu ngươi may ra còn được giải giữ được cái mạng à, ngươi là ta thì ngươi sẽ làm sao kim bất hoán hoảng sợ sực sốt thật cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ hắn không dám giết vương lân hoa bảy ngày sau hắn lại càng thêm lo lắng hắn dùng hết cách này đến cánh khác cách khác mà thằng lọi vương lân hoa lại hoàn toàn không chịu thua vừa mới rồi hắn oai phong như hùng như beo bây giờ chẳng khác chi một con chuột ướt Chú tất tất nhìn thấy tất cả những diễn biến này lúc ngạc nhiên lúc ghê tởm lúc tức giận rốt cục lại buồn cười nàng nghĩ thầm cái thằng chuột kim bất khoán lòng dạ ác độc da mặt thì dày kể như là đệ nhất thiên hạ À, khi nãy mới ra bộ ra oai giờ thì quỷ hối lại lục như thế sao giang hổ rộng lớn như vậy chắc cũng chẳng tìm được người thứ hai như hắn Nhưng nếu Kim Bất Hoán là hồ ly thì Vương Lân Hoa là sói lang, nếu Kim Bất Hoán là ác ma thì Vương Lân Hoa chính là vương ma. Cái tên vương ma hôm nay nằm liệt giường ta ở ngoài cửa, nếu không biết bắt lấy cơ hội này thì cũng đang đáng bị mấy cái bạt tai tiếng vương lân hoa cười, <cười> kim huynh mới đó quát nạt giờ lại cung kính à, tại hạ à, thật tình đảm đương không nổi tả công long cũng cười bồi <cười> ý vương công tử nói là ngươi kim bất hoán cười gằn ngắt lời tại sao ngươi bây giờ cũng muốn theo chiều gió đừng quên là ngươi cũng chẳng tốt lành gì ngươi nghĩ vương lân hoa sẽ tha cho ngươi sao tả công long đưa tay lau mồ hôi chán um, ta, ta vừa qua bị ngươi uy hiếp kim bất hoán người chớ quên tính mạng của ngươi vẫn còn ở trong tay ta ta mà cao hứng á thịt ngươi cho đỡ buồn tả công long mồ hôi ra như mưa giọng khàn khàn ta ta bỗng cánh cửa bị đá tung một bóng người phóng thẳng tới trước mặt kim bất hoán kim bất hoán kinh hãi la lớn chú thất thất chú thất thất cười khanh khách <cười> kim bất hoán ngươi còn muốn trốn sao thầm lá thầm lá cả bọn chúng đều ở trong này mau mau vừa nói nàng vừa vung tay tung trưởng không ngừng Kim bất hoán thấy nàng, tuy giật mình lại có vẻ vui mừng, đang nghĩ đến nàng như miếng mồi ngon đưa tới miệng, muốn ra tay khống chế nàng, nhưng vừa nghe đến cái tên thẩm lãng, tay chân lập tức mềm nhũn. Không sai, chú tất ở đây, thẩm lãng chắc chẳng xa. Chú tất tất hét lớn, Kim bất hoán, đứng lại, đừng chạy, đừng trốn. Kim bất hoán đáp chạy, không chạy, không trốn là con bò đần. Hắn bất chấp tất cả, đánh một trưởng mở đường, chạy thẳng qua cánh cửa thông ra sau mộ. Chú t tất, tất lại hét, ta công lao, tên kia đã chạy, người đứng yên đó. Tả Công Long hán chạy, sao ta không chạy? Ta đồ ngu mà đứng yên đó. Bà chân Bốn cẳng phóng nhanh ra ngoài. Chú Tất Tất la ẩm, đứng lại, các người có chạy cũng không thoát đâu, thầm lãng. Tuy nàng kêu to la lớn nhưng hai chân lại chẳng di động nửa phân. Tuy nàng hô hào bởi người, chớ chạy nhưng trong bụng lại thầm mong bọn chúng chạy cho nhanh. Vương Lân Hoa thoạt đầu thấy Chu Tất Tất xông vào, lại nghe nàng kêu thẩm lãng, mặt mày lập tức xám xanh trắng bệch. Khi nhìn bộ dạng của Chu Tất Tất, khóe miệng hắn nở một nụ cười. Chu Tất Tất vẫn hò hét: thẩm lã, bọn chúng chạy mau, chạy ra sau bộ, mau đuổi theo! Vương Lân Hoa cũng lớn tiếng: Vương Lân Hoa còn ở đây, ta không cần đuổi theo bọn kia. Chu Tất Tất ngẩn người, ngay lập tức hiểu ra hắn đã nhái cái giọng của thẩm lãng. Bọn Kim Bất Hoán bên ngoài mà nghe được, sắc chắc sẽ chẳng dám quay trở lại. Vương Lân Hoa thấp giọng mỉm cười, đa tạo cô nương cứu mạng. Chu Thất Thất xoay người quát lớn, im miệng. Vương Lân Hoa, thẩm tướng công sao còn chưa tới? Chu Thất Thất, sao ngươi biết hắn chưa tới? Hắn đang đứng ở ngoài kia. Vương Lân Hoa cười lớn, nếu thẩm tướng công đứng ở ngoài cửa, chắc cô nương đâu có ý dọa cho họ sợ mà chạy mất. Tại hạ cũng không cần phụ cô nương hù sợ, họ sợ đến dám không dám quay lại. Chu Thất Thất, cái gì ngươi cũng biết sao? vương lân hoa à, tại hạ chuyên nhìn mặt đoán lòng chu thất thất cười lạnh <laughs> dù không có thẩm lãng một mình ta không đối phó được với ngươi sao vương lân hoa tại hạ bây giờ chói gà không chặt xin cô nương cứ tự nhiên chu thất thất <laughs> ngươi nghĩ sao mà còn vui như vậy ngươi cho là ta cứu người à <laughs> chẳng qua ta không muốn rơi vào tay người khác mà thôi vương lân hoa trúng chín à, cứ tự nhiên tự nhiên chu thất thất Vừa rồi ngươi có thể uy hiếp cơn bác hoán, khiến hắn không dám hạ thủ giết ngươi, trong tay ta ngươi sẽ thảm hơn nhiều." Vương Lân Hoa vẫn cười, <cười> "Cô nương có ra tay giết thì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mất mạng trong tay một tiên nữ dáng trần còn sướng hơn sống với thằng độc nhãn." Chu Tử tất, tất cười lạnh, <laughs> "Nếu ngươi cho là trong tay ta sẽ thoải mái hơn thì đã lầm to, Kim Bất Hoán cùng lắm chỉ muốn giết ngươi." còn ta ta phải hành hạ ngươi đến giờ sống giờ chết trang chợt nhớ tới những trò vương lân hoa đối với nàng giận rút người bước tới thuận tay cho hắn ba cái tát như trời giáng vương lân hoa còn cười, <cười> được ngón tay ngà ngọc của cô nương vút ve trên mặt thật là vận may ba kiếp của đại hạ nếu cô nương chẳng hiểm tay đau thì xin cho tại hạ thêm vài cái nữa chu thất thất thật sao được trở tay làm luôn năm sau cái tát trên mặt vương lân hoa vương lân hoa cứ cười thật là sung sướng đánh thật thay Chủ thất tất, tất vậy đánh thêm nhá lại thẳng tay giáng xuống bảy tám cái tát chí tử gương mặt vương lân hoa vốn đã tái nhợt nay đỏ bừng tượng như đang say rượu Chủ thất tất lạnh lùng sao muốn ăn đòn thêm không vương lân hoa thảm tốt nàng nàng mặt hắn nổi gian nóng gian như lửa đốt nói hết nổi những lời lém lỉnh tán tỉnh trăng hoa Tiểu Linh và Tiểu Phương mở to mắt, không ngờ một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng như vậy lại ra tay độc ác nhường kia. Chu Thất Thất nhìn hắn cười lạnh, sao không nói? Được, để ta đánh thêm. Tuy nàng chưa xuất chân lực, nhưng xuống tay cũng mạnh vô cùng. Vương Lân Hoa chịu hết nổi, buông tiếng thở dài. Nàng trở nên tàn nhẫn như thế từ khi nào? Chu Thất Thất, đánh đủ rồi sao? Vương Lân Hoa vội vàng đủ rồi đủ rồi. Chu Thất Thất nói, có oan không? Vương Lân Hoa nói không an, không oan Chú Thất Thất nếu ngươi còn nghĩ ta là Chu Thất Thất của ngày xưa Thì ngươi đã lầm to Ta đã thay đổi từ đầu đến chân Mỗi phân mỗi tấc đều đã thay đổi Vương Lân Hoa Ai chọc giận cô nương Lại thêm hai cái tát nặng nề trên mặt Chu Thất Thất cười nhạt <cười> Còn dám nói năng lộn xộn tập cắt một tài của ngươi Tin không cho người biết Chu Thất Thất đây không phải là người dễ trêu Vương Lân Hoa chỉ đành Dạ dạ Chu Thất Thất còn nhớ hôm ngươi gạt ta thảm tới mức nào chăng vương lân hoa tặc lưỡi nhớ à, không nhớ rõ cô nương chuyện ngày xưa xin đừng nhắc chủ tất tất không nhắc ừ. cả đời này ta cũng không quên lão thiên có mắt hôm nay ngươi lọt vào tay ta ngươi 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 còn gì để nói vương lân hoa thở dài sườn sượt Ai... tại hạ còn biết nói chi cô nương bây giờ bảo sao tôi chỉ biết dạ vâng mà thôi Chu Tất Tất, được, đưa đây. Vương Lân Hoa ngơ ngác, đưa gì? Chu Tất Tất cả giận, ngươi còn làm bộ? Đôi hoa tai tín vật của ta. Vương Lân Hoa cười à, ồ à, dạ dạ dạ, à, xin vâng lời cô nương dạy bảo ạ. Hắn bị thương không nhẹ, mất bao nhiêu khí lực mới lấy ra được đôi hoa tai. Chu Tất Tất cầm lấy, cười chế nhạo. Vương Lân Hoa không ngờ ngươi cũng có ngày này. Vương Lân Hoa cười khổ, cô nương còn có lệnh chi không? chu thất thất không trả lời đưa tay vén tóc thong thả đi tới đi lui trong phòng nàng bước hướng tây vương lần hòa liếc mắt hướng tây nàng bước hướng đông vương lần hòa liếc mắt hướng đông hắn một lòng muốn nhìn ra tâm ý của nàng tiểu linh chẳng biết tự lúc nào đã mang tới một chiếc ghế nhìn chu thất thất cười bồi xin cô nương dằn cơn nóng giận ngồi xuống nghỉ ngơi nếu như vương công tử của chúng em có phụ lòng cô nương thì chu thất thất cả giận thét vớ vẩn hắn phụ lòng ta hắn <laughs> hắn còn không xứng đáng biết chuyện thì đứng tránh sang một bên ta sẽ không làm khó ngươi lộn xộn thì ở uh, tiểu linh vội vã cười vội dạ 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 em không dám lộn xộn cô ta cũng là nữ nhân lẽ tất nhiên hiểu rõ khi cô gái đang giận thì hung tợn đến như thế nào cô ta quả nhiên không dám nói thêm chi ngoan ngoãn đứng lui vào một góc Vương Lân Hòa như đã đọc được lòng Chu Thất Thất đột nhiên nói, thứ đàn ông phụ tình là loại người đáng khinh nhất nếu cô nương cần người đối phó với kẻ bạc tình thì tại hạ là người rất là thích hợp. chu thất thất im miệng. tuy dáng không giữ nhưng đôi mắt của nàng đã long lanh đỏ. câu nói của vương lân hoa đã khơi dậy nỗi đau tận đáy lòng nàng. vương lân hoa cũng mừng thầm vì biết chu thất thất tạm thời sẽ không ra tay hạ hắn. chỉ cần nàng không ra tay ngay hắn nhất định sẽ có cách thoát hiểm. dí chứ mưu mẹo của hắn thì hắn có thừa. Chu thất thất đi vòng vo một hồi, chợt đưa tay điểm vào hai huyệt đạo của Vương Lân Hoa, dùng chân bọc hắn lại, rồi ghé vai cõng hắn đi ra ngoài. Tiểu Linh vội hỏi: "Cô cô nương muốn đưa Vương công tử của chúng em đi đâu?" Chu thất thất cười lạnh: <cười> "Nếu có người trở lại á, thì ngươi nói rằng Vương Lân Hoa đã bị Chu cô nương bắt đi. Kẻ nào dám theo tìm thì ta lấy mạng hắn liền." Tiểu Linh đảo mắt khắp phòng rồi chợt cười: <cười> "Khi họ trở lại thì bọn em cũng đã đi." Rồi cô thấp giọng may mà họ còn để bạc lại ở đây